Anh ơi, làm gì anh? Ôm heo á? Ôi trời, chú cha đi chơi dẫn bạn heo theo nữa ta. Phe ba heo coi, heo đâu? Heo ổn ổn đâu? Heo ổn ổn của anh đâu? Ừ, trời ơi, đi chơi mang bạn heo theo cho bạn heo chơi nữa hả? Ừ, cấp hạ. À. Chào mọi người, hôm nay Bằng sẽ đưa mọi người đi tìm mùa thu ở California. Hiện tại thì gia đình của Bằng đang ở trên xe và đi về hướng bắc của California, nhưng mà phía bên phía đông của cái dãy núi Sierra, hay là mọi người còn biết tới là cái vườn quốc gia Yosemite á. Nhưng mà tụi mình không có đi về hướng của Yosemite mà tụi mình đi về hướng của Jewel Lake, về hướng của Bishop, nên là nó nằm ở phía đông của Yosemite. Và mùa thu ở Jewel Lake và ở cái phía đông của dãy núi Sierra này rất là đẹp và rất là tuyệt vời các bạn, bởi vì nó có những cái hồ nước và những cái hàng cây lá phong vàng ở trên bờ hồ luôn. Và bởi vì cái vẻ đẹp đó nên là tụi mình quyết định đi cái chuyến đi này. Tổng cộng cái chuyến đi này, nếu mà mình đi cả đi lẫn về á, là mất khoảng gần 800 miles và sẽ đi trong vòng 3 ngày. Và tụi mình cũng có dự định là sẽ đi tiếp thêm một cái đoạn nữa khoảng 2 tiếng rưỡi, đi ngang qua cái dãy núi Sierra để đến với Yosemite. Nhưng mà thời tiết nếu mà thuận lợi thì tụi mình sẽ đi, còn nếu mà thời tiết không thuận lợi thì tụi mình sẽ quay trở về từ Jewel Lake để quay về lại Los Angeles. Và bây giờ thì mời các bạn cùng với Bằng, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nha. Let's go. Trên cái đường mà Bằng đi từ ở dưới Los Angeles lên tới Jewel Lake á, là đi theo đường 14 với đường 395. Thì trên cái đường này sẽ có rất là nhiều cái cảnh đẹp mà Bằng sẽ ngừng ở khoảng 3 tới 4 nơi. Thì đây là nơi đầu tiên mà Bằng sẽ ngừng dọc theo cái đường 395. Thì cái chỗ này là cái Red Rock Canyon. Đây là một cái công viên của tiểu bang. Ở đây là một cái vách đá đỏ các bạn, rất là lớn luôn. Đây, bao quanh từ phía bên đây, từ phía bên tay phải của Bằng nè, đổ dài qua bên khu này đó, và phía bên kia luôn. Và cái chỗ này mà Bằng đang đứng nè là cái chỗ để mình có thể camping vào ban đêm, có thể cắm trại lại vào ban đêm, bởi vì vào ban đêm ở đây mình có thể nhìn được một cái bầu trời đầy sao rất là đẹp và trời ở đây rất là trong luôn đó. Một cái núi này nó rất là cao nha các bạn, Bằng ước tính chắc nó cao cỡ khoảng hơn 100 mét á, rất là cao, nhìn nó như là mấy cái tòa tháp của người Ấn Độ vậy đó. Nó vuốt nhọn, bởi vì nó do bị gió nó thổi làm cho bị bào mòn đi. Mình nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Yeah. Và cái màu đỏ ở trên cái vách đá này các bạn là do cái quá trình bị oxy hóa của sắt á. Bởi vì trong cái lớp đất đá này được đẩy ra từ lòng đất, nó có mang theo một ít sắt trong đó, và khi mà nó bị trơ ra ngoài thì nó bị mưa và không khí làm cho nó bị oxy hóa, nó đổi màu, nó biến thành màu đỏ. Thì nếu mà chúng ta thấy những cái khu này màu đỏ nhiều có nghĩa là nó mới được đẩy lên trên nè. Còn những cái khu mà nó trắng phía bên kia đó là đã được đẩy lên lâu rồi, bởi vì nước mưa hoặc là gió đã thổi bay đi hết cái chất sắt rồi, nên là nó cũng mất đi cái màu đỏ của nó. Yeah. Và ở đây thật sự rất là đẹp, bạn nhìn rất là vĩ đại luôn á. Những cái cảnh mà thiên nhiên của Mỹ thì thật sự mà nói là nó rất là vĩ đại. Cái nào của nó cũng lớn và nó nhìn nó rất là tự nhiên á. Yeah, Bằng đang đi bộ lại gần hơn cái vách đá đỏ này để quay cho các bạn cùng xem. Bằng đang đi bộ lên. Thấy các bạn. Hiện tại thì đang là mùa thu tháng 11, nhưng mà thời tiết ở đây nó cũng không có lạnh lắm các bạn. Ở đây hiện tại bây giờ nó đang là 77 độ F. Và mặt trời thì không có một chút mây luôn. Ồ, có một vài con diều hâu đang bay ở phía trên đỉnh núi các bạn. Có mấy con diều hâu đang bay phía trên đó. Không biết là camera có thể quay rõ được cái con diều hâu không. Đây, phần đang đi lại gần cái
vách đá đỏ này. Họ có cảnh báo là chúng ta không nên đi lại sát quá bởi vì có thể là nó bị sạc á. Nhưng mà bằng chỉ cố gắng đi là gần nhất có thể thôi. Đây. Wow. Đây các bạn. Ồ, có mấy con diều hâu đang bay phía trên đỉnh núi. Hai con, ba con luôn. Nhìn như là dạng như đá cát các bạn, nó không có cứng cho lắm, nhìn nó không được cứng cho lắm đâu. Ồ, ở đây có rất là nhiều cát nha, trơn. Ồ, nếu mà đứng xa thì nhìn nó như một cái ngọn tháp mà được điêu khắc vậy đó. Nhưng mà khi mà mình lại gần thì nhìn nó giống như cái tổ mối hơn. Giống như tổ mối nha các bạn. Đây. Nó đục phát vô trong rất là nhiều. Ồ đúng rồi. Nếu mà bạn nghĩ nhìn nó giống những cái thạch nhũ ở trong động Phong Nha hoặc động Thiên Đường á, nó cũng có màu đỏ, nửa trắng giống như vậy. Nếu mà các bạn mình có muốn đến đây thì mình nhớ mình đi theo đường 14, bởi vì cái này nó nằm ở giữa đường 14 luôn. Đó, thì bằng không có cắm trại lại vào ban đêm ở đây, bởi vì bằng hành trình của bằng là đi tới Chun Lake lận. Thì đây là điểm đầu tiên mà bằng ngừng. Nhìn rất là ấn tượng nha các bạn. Và theo như cái thông báo mà bằng đọc được ở trên website á, thì họ nói rằng cái chỗ này mình muốn cắm trại qua đêm thì mình cần phải đặt chỗ. Thì mình vào trong website để mình có thể xin một cái đặt chỗ trước để mình có thể nghỉ ở đây. Bởi vì họ vẫn muốn các bạn tuân thủ một số cái quy định để an toàn hơn. Và khi mà tối mình ở đây và khi mà đến đây tham quan đó thì mình cũng cần phải để ý, bởi vì ở đây có rất là nhiều cái loại mà côn trùng trong sa mạc á, bởi vì đây là cái vùng giống như sa mạc đó nên là nó có rắn đuôi chuông. Đó, nó rất là nguy hiểm. Hi, xin chào mọi người, đây là điểm đến kế tiếp của bằng trong cái chuyến đi về phía Bắc California, hành trình đi tìm mùa thu Cali. Và hiện tại thì bằng đã đi được khoảng hơn 1/3 đoạn đường rồi. Và ở phía sau lưng bằng đây là một cái lò than cũ các bạn. Lò than của những người tìm vàng ở California ngày xưa họ để lại. Đây là một cái dấu tích còn sót lại của những người mà đã khai hoang và xây dựng nên cái tiểu bang California, một tiểu bang vàng như ngày hôm nay, do chính đôi tay của những người mà đi tìm vàng ngày xưa để lại. Thì bây giờ bằng sẽ đi sâu vào trong để cho các bạn cùng xem nha. Ở đây họ có mở cửa để cho mình đi vào. Họ có một cái hàng rào để bao bọc lại và có một cái máy che luôn. Đây là còn sót lại hai cái lò than các bạn. Đây là kiểu cái lò than ngày xưa của những người tìm vàng họ xây dựng á. Bằng quay cho các bạn coi. Ở trong đây mình còn thấy nó còn một cái vết than nè. Ở đây nó có một cái lớp giống như là gạch nung vậy đó. Và nó có những cái lỗ thông hơi đưa ra ngoài. Nhìn từ xa thì nhìn như cái ụ mối. Ở ngoài có tráng một cái lớp đất, nhưng mà phía trong thì nó có than, vết cháy của than. Ở phía trên là cái cửa để người ta bỏ than vô các bạn. Nếu mà bạn nào mà chúng ta ngày xưa ở Việt Nam mà chúng ta biết về những cái cách hầm than á, thì chúng ta mới mường tượng ra được lý do họ làm cái này để làm cái gì. Và ngày xưa thì những người tìm vàng các bạn, họ đến đây vào khoảng thế kỷ 18, thế kỷ 19 á, thì những người tìm vàng họ đổ xô về California để đi tìm một cái vùng đất mới, tìm một cái cuộc sống mới, để tìm vàng và thay đổi cuộc đời của mình. Thì trong cái quá trình họ đi tìm vàng á, thì họ đến những cái vùng đất như là những cái vùng núi như thế này nè, mà họ nghĩ rằng có vàng, và để phục vụ cho cái đời sống sinh hoạt hàng ngày và phục vụ cho cái việc sưởi ấm vào mùa đông đó, thì họ cần phải có gỗ, có than. Thì phía bên tay phải của bằng đây đó là cái dãy núi High Sierra, phía bên kia dãy núi là Yosemite. Thì phía bên đây các bạn nhìn thấy không có một cái cây nào hết, nó trụi hết à. Nó trụi hết.
Bởi vì thế mà họ vận chuyển cây từ ở những cái vùng phía bên bờ tây của cái dãy Hai Sierra đó, những cây thông, và họ vận chuyển tới đây để họ đốt nó, họ hầm thành than. Và sau khi họ hầm thành than xong, họ tiếp tục chuyển theo con đường này nữa. Họ đi ngang qua cái hồ Oven và họ lên tới cái dãy núi bên kia. Ở bên kia ngày trước là một cái mỏ vàng, nó có tên là Cerro. Và cái mỏ vàng đó nó cách ở đây 30 dặm. Thì họ hầm than ở đây xong và họ bắt đầu họ vận chuyển đi. Thì trước đây họ có rất là nhiều cái khu vực hầm than giống như bây giờ, chứ không có riêng gì có hai cái, nhưng mà chỉ còn có hai cái này sót lại thôi trên cái đường đi. Và cái này nó nằm ở trên đường 395. Thì mình đi từ Lido Sài Gòn đến chỗ này đó là mất cỡ khoảng 3 tiếng lái xe rồi các bạn. Nghĩa là mình còn khoảng hơn 2 phần 3 đoạn đường nữa thì mình đến Chuông Lách, đến với cái khu vực mà có cái lá mùa thu và những cái hồ nước của dãy Hai Sierra. Ok, và bạn chỉ ngừng ở đây khoảng cỡ 50 phút thôi, chụp tấm hình và quay phim cho các bạn coi, và sau đó thì bạn sẽ tiếp tục hành trình, bạn sẽ đi tiếp lên trên Chuông Lách. Ok, bây giờ mình đi tiếp nha các bạn. Xin chào các bạn, đây là điểm đến kế tiếp nữa trong chuyến đi của bằng về Bắc Cali. Đây là cái hồ Diaz. Cái hồ này nằm ở trên đường 395 luôn các bạn. Hồ này là hồ nước ngọt. Và hiện tại thì do dịch bệnh nên là cái hồ này họ đóng cửa cái khu vực Cambrup rồi. Nên là mình chỉ có thể vào được cái khu vực Rest Area của họ thôi. Thì ở đây đang chuyển qua mùa thu, nên là ở đây các bạn thấy những cái cây cỏ lau nó cũng chuyển sang màu vàng luôn. Và những cái cây mà dọc bên bờ hồ các bạn, nó cũng đã chuyển sang màu vàng, nhìn rất là đẹp các bạn. Nó có một phản thì màu trắng, một phản thì do hình núi nó tạo thành á, và một phản thì nó màu xanh, một phản màu vàng. Xa xa thì có những cái dãy núi cao của Sierra. Hồ rất là đẹp luôn. Mặt hồ thì yên tĩnh các bạn, cực kỳ yên tĩnh. Đó, bên kia là hàng cỏ lau nó đang đổi màu sang màu vàng, và có những cái cây lá bắt đầu chuyển sang màu vàng các bạn. Nếu mà chúng ta đi cái đường từ ở dưới Lido Sài Gòn mà đi đến đây á, là mất khoảng 3 tiếng rưỡi. Thì hồi sáng bằng khởi hành khỏi nhà vào lúc 8 giờ rưỡi sáng. Hiện tại thì bằng đến đây á, là do bằng ngừng một vài điểm và để đi tham quan, chụp ảnh và nghỉ ngơi một tí xíu. Thì hiện tại bây giờ đang là 1 giờ trưa thì bằng đến được cái hồ Diaz rồi. Thì chỗ này mình có thể nghỉ trưa để mình ăn trưa. À, do cái chuyến đi này là đi trong lúc dịch bệnh nên là những cái nhà hàng mà dọc đường này á, nó cũng không có nhiều. Và với do dịch bệnh nữa nên là hiện tại họ đã đóng cửa gần hết rồi. Nên là bằng mang theo đồ ăn, chuẩn bị sẵn đồ ăn ở nhà, có bánh mì, chả lụa với trứng ướp la để ăn dọc đường luôn. Bởi vì những nhà hàng ở đây đa phần họ đóng cửa hết các bạn. Nên là nếu mà chúng ta có đi vào lúc này thì chúng ta cũng nên chuẩn bị đồ ăn. Và ở cái hồ Diaz này cũng là một cái địa điểm mà các bạn có thể ngừng chân để có thể đi vệ sinh, nghỉ ngơi, ăn uống. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục hành trình. Là đi tới đây là có nghĩa là chúng ta đã đi được gần nửa đoạn đường đến Chuông Lách rồi. Đây là bánh mì chả lụa với trứng chiên nha các bạn. Đó. Đó, tụi mình đem theo để ăn dọc đường. Cái gì hôm bữa trước khi đi đã coi trước là những cái nhà hàng dọc cái đường này hiện tại đang đóng cửa do dịch bệnh rồi. Bây giờ xịt miếng nước tương nữa là quất thôi. Có sẵn ngò rau rồi luôn. Hấp dẫn á. Rồi. Ăn chả lụa thêm nè. Ừ, ngon quá. Ừ. Ăn mỗi mì Việt Nam ở giữa một vùng quê của nước Mỹ. Ngồi im đi con. Quá ngon. Yeah, xin chào mọi người. Hiện tại tụi em đang gần ở trên đường 395 luôn. Bởi vì ở bên phải đây là vô cái suối nước nóng. Nhưng mà hồi nãy mới vừa ở trong đó ra nó phá cửa, nó không có cho vô. Em nghĩ chắc là do dịch bệnh nên là cái đường vô tắm suối ở ngoài chỗ này nó phá lại. Nên là em sẽ tìm một cái suối khác. Những cái suối mà lúc đầu dự tính đi tắm thì không được rồi. Nhưng mà vừa chạy ra ngoài thì thấy nguyên cái trang chạy bò luôn. Nên đứng lại quay cho mọi người cùng coi. Trời quá trời bò luôn. Nhìn nó lốm chốm đen 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 đen.
nguyên một cánh đồng bò, gọi là cánh đồng bò. Ở đây có mấy cái cây lá vàng nữa, đẹp luôn. Ở bên đường nha mọi người, nãy giờ từ ở dưới đi đâu Sài Gòn đi lên á, là bắt đầu vô tới thị trấn Long Bay là bắt đầu là có rất là nhiều cây lá vàng luôn rồi. Đây là dọc theo hai bên đường luôn, nó vàng y vậy nè, nó vàng thiệt vàng, nhìn rất là đẹp luôn nha. Nên là em ngừng lại để nghỉ ngơi và quay phim cho mọi người xem. Với là đi vô trong cái suối nước nóng mà nó đóng cửa hụt hẫng quá, nó không có cho vô, nó phá cửa luôn. Ân ơi, thấy bò không? Bò đâu? Bò hả? Bò, Ân thấy bò ấy, cha 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 quá trời bò. Yeah. Ok, bây giờ thì nghỉ ngơi tí xíu rồi tụi em sẽ tiếp tục đi lên Chuôn Lách. Từ đây lên Chuôn Lách còn khoảng 2 tiếng lái xe nữa thôi. Hiện tại là em đã đi tới B-Shop rồi và đang đổ xăng để trước khi mà vô Chuôn Lách, bởi vì từ đây vô đó nó còn ít cây xăng lắm nên là thấy cây xăng là mình tranh thủ mình đổ thôi. Mà cây xăng thôi mà cũng đẹp lộng lẫy nữa, trời đất ơi, coi kìa, hàng lá vàng, wow, quá đẹp. Ở phía sau nữa, ở phía sau cây xăng nó còn một hàng lá vàng nữa. Ui cha, cây xăng thôi mà đẹp lộng lẫy vậy đó. Và bây giờ thì em chà sơ cái kiến trước khi mà mình đi tiếp, chà sơ cái kiến để cho nó sạch, bởi vì đi một cái đoạn đường dài nó rất là bụi rồi. Đây, em đang chà kiến xe đây. Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì bằng còn cách Chuôn Lách khoảng cỡ 7 mai nữa, và hiện tại bây giờ bên ngoài nhiệt độ đang là 15 độ C. Theo như dự báo thời tiết thì tối nay nhiệt độ sẽ xuống còn âm 5 độ C và kéo dài cho đến khi mà bình minh vào ngày mai. Thì vào sáng ngày mai thì bạn với gia đình sẽ đạp xe đạp vòng cái Chuôn Lách rồi đi qua Chuôn Lách rồi lái xe qua bên cái Silver Lake, có nghĩa là đi được 3 cái hồ ở trên cái khu vực này. Hy vọng là ngày mai thời tiết sẽ đẹp và nhiệt độ không quá lạnh, bởi vì nếu mà lạnh quá thì sẽ không có dám đạp xe. Nếu như là tối nay mà xuống còn âm 5 độ C thì chắc là lạnh dữ lắm á. Đây là cái đoạn rừng thông sắp khi mà chuẩn bị rẽ vào trong cái Chuôn Lách. Nếu mà mình đi tiếp đoạn đường này luôn thì mình sẽ lên Lách Tao Hồ luôn, nhưng mà bằng không có lên Lách Tao Hồ, vì Lách Tao Hồ thì bằng đi 3-4 lần rồi, nên là lần này bằng đi Chuôn Lách thôi, đi ngắm lá mùa thu ở Chuôn Lách. Và tí nữa thì khi mà vào tới thị trấn của Chuôn Lách và vào khách sạn thì bằng sẽ quay cho mọi người cùng xem. Về khách sạn mà bằng book thì nó nằm ở trên cái giống như cái vách đá vậy đó, và ở trên đó nhìn xuống thì rất là đẹp. Cái đó là trên Expedia thôi, chưa biết thực tế ra sao, phải lên tới đó mới biết. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở trong Chuôn Lách nha. Xin chào các bạn, hiện tại thì bằng đã đi tới Chuôn Lách rồi và đã tới khách sạn rồi các bạn. Phía bên dưới là cái hồ Chuôn Lách, bằng đang ở trên cái vách đá. Khách sạn này đúng như miêu tả trong Expedia luôn, nó nằm ở trên cái vách đá các bạn. Nhìn xuống dưới nè, cái kiểu đây nhìn như là ở Đà Lạt cái đó, không khí rất là mát. Hiện tại khoảng 15 độ C, bằng đang đứng đây hiện tại khoảng 15 độ C. Có một số lá thì đã rụng bớt lá vàng rồi các bạn. Ui nè, nhưng mà còn một số cây thì nó còn vàng, còn rất là nhiều. Cũng không có ít lắm, nhưng mà có một số cây là do những cái cơn gió hôm trước nó đã bị rụng bớt rồi. Bây giờ thì bằng vô nhận phòng khách sạn bằng book ở phía sau đây. Nó tên là Heidelberg. Nó nằm ở trên cái sườn, cái vách đá giống như cái sườn đồi vậy đó, mà nó chúi xuống phía dưới. Thì phía dưới là cái hồ Chuôn Lách. Thì ở đây có nhiều cái cây quá nó che mất cái hồ nên là mình nhìn không thấy được cái hồ nước. Chứ phía dưới là cái hồ nước. Thì bây giờ bằng sẽ vô nhận phòng, rồi sau đó thì
nghỉ ngơi một chút xíu. Nếu mà trời vẫn còn sáng thì chắc bằng sẽ lấy xe đạp với bằng đạp một vòng. Còn nếu mà không kịp thì có thể là ngày mai bằng mới đạp xe. À, tối nay thì bằng sẽ làm một vài cái món ăn. Bởi vì cái khách sạn này trong phòng nó có bếp luôn, có phòng khách, có phòng ngủ, rất là đẹp. À, theo như trên Expedia họ đánh giá thì khách sạn này là 4,5 trên 5 sao, có nghĩa là nó rất là chất lượng. À, giá của nó một đêm á, à, tính luôn cả thuế và bao gồm hết tất cả các phí luôn thì nó khoảng 120 đô một đêm. Dạ. Yeah. Ok. Phía bên kia là cái dãy núi Hai Sierra các bạn. Bên kia dãy núi là Yosemite. À, bên đây là Chula Vista. Ok, bây giờ thì vô khách sạn nha. Hey, gia đình em đang đi bộ vô khách sạn để làm thủ tục check-in. Bởi vì vô trong đây thì mình cần phải mang khẩu trang vô. Có một cái có cái khu để ngâm nước nóng. Trong khách sạn này có khu ngâm nước nóng luôn. Ở bên đây đường là cái vách đá này. Khách sạn này nằm ở trên cái vách đá nhìn xuống. Cái đường này chắc vô lobby quá. Có anh đạp xe đạp. Hello. Đây là đây. Khách sạn này các bạn. Nhìn nó có vẻ bằng gỗ á, cổ điển. Đây, tên của khách sạn này. Hideo Bình. Hi, xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ bên ngoài đang là âm 4 độ C. Bây giờ mới có gần 7 giờ tối thôi. Bằng đang đi vô một cái cửa hàng giống như tạp hóa đó, để đi mua một chai rượu vang. Bởi vì bằng có mang theo bò để làm barbecue nhưng mà thiếu rượu vang. Bằng đang đi kiếm một chai rượu vang để uống. Không biết là uống loại nào ngon nè. Ở đây quá trời loại rượu. Chắc uống Merlot. Merlot cũng good đó các bạn. Ở đây có rượu vang Merlot. Và ở đây thì có thêm Yellowtail đưa về. Uống Merlot. Merlot cũng ok rồi. Bằng quyết định mua chai Merlot này. Merlot là một cái loại rượu vang đỏ rất là nổi tiếng của nước Pháp. Nhỏ này là của California. Rồi, bây giờ đi về thôi. Từ ở khách sạn đi bộ lên đây khoảng cỡ 3-4 phút thôi các bạn. Nhưng mà tối quá và vắng nữa, không có bóng người luôn. Ok, thôi chắc bạn phải tranh thủ đi về. Ở đây tối quá cũng không có quay được cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.